Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn tổ chim bồ câu. Đây là hai cái trứng của chim bồ câu đã làm tổ trên cái cây phía sau vườn nhà mình. Thường thì sau khi chim bồ câu giao phối với nhau thì khoảng 8-12 ngày thì con chim mái sẽ đẻ ra hai cái trứng, thường thì hai cái nhưng thỉnh thoảng hiếm lắm mới là ba cái trứng màu trắng. Thì hai cái trứng này đó nó sẽ nở sau 18 ngày các bạn. Thì trong thời gian này con chim mẹ đó nó dành thời gian để nó giữ hai cái trứng cho nó ấm, cho nên nó là nó ít khi nào đi ra ngoài lắm. Mình để ý mình thấy nó ra lắm, nó ra nhanh lắm, là nó vô lại liền. Nhưng có lần mình để ý đó nha, mình ngồi ở dưới gốc cây này mình ăn trưa đó, khi nó bay ra, nó lỡ bay ra đi kiếm ăn, kinh khủng, nó quay lại, nó thấy mình ngồi, nó không có vô, nó sợ mình biết cái ổ của con nó đó. Nó ngồi nó chờ trên cái hàng rào như mới nãy các bạn thấy không, nó chờ một tiếng đồng hồ các bạn. Nó ngồi nó nhìn mà nó cứ vẻ lo lắng đó nha. Nó bay lượn qua lượn lại, nó bay lên mấy nhà, nó nhìn, nó hát, nó bay lên cái cây cao, thằng kia nó nhìn, nó hát mà nó không dám vô các bạn. Thấy thương lắm, chứ mình thấy tội quá, mình đi vô nhà nha. Mình để cái máy quay ở ngoài, mình chỉ cần quay lưng 30 giây thôi là con chim nó bay vô trong cái cây liền đó các bạn. Và sau 18 ngày thì cái trứng sẽ nở ra một con chim bồ câu nhỏ. Ở đây có hai trứng nhưng mình thấy nó nở ra có một con thôi các bạn. Và con chim bồ câu nhỏ này sẽ rời tổ của mình sau 20-25 ngày. Và thường thì chim bồ câu có thể sinh sản 6 lần trong một năm nha các bạn. Video của mình hôm nay tới đây là hết rồi. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem cái clip của mình. Nếu các bạn thấy thích cái video này, đừng quên nhấn share and like. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày an lành. Bye bye.